yêu thương. Anh đi phương đó xa vời, biết nơi xa đó có gì vui hơn. Riêng tôi ôm mối tơ lòng vẫn nhớ, nhớ phút chia ly, tiếng bước anh đi biệt. Em xin giới thiệu, đây là cặp loa sai đại model là Panasonic SB-D70. Cặp loa này phải dùng từ là quá nặng, cực kỳ nặng. Em á, thì em không có bán dàn dụng thiệt, nhưng mà em chỉ bán dàn bộ. Nhưng mà so với những dàn đại mà dàn bộ khác thì anh này là to đùng, là rất là nặng nha. Một cái loa thôi là bản thân em khiêng hỏng nổi. Cặp loa này rất là nặng, một cái loa như vậy là mười mấy ký luôn. Mà một cặp loa này các em nghĩ là chắc là 20-30 ký trở lên, không có dưới nữa đâu. Nặng, em khiêng thân mình, em khiêng lên cái kệ này là không nổi. Cặp loa này model là Panasonic D70, với công suất là 300W trên cặp loa, tức là 150W một thùng, bát lên tới 27cm. Bát rất là to nha, để cái gang tay cho mình hình dung được nó bát nó to như thế nào. Đây, cái gang tay của em chỉ được phân nửa cái lòng bát thôi. Bát của nó lên tới 27cm. Công suất là 150W một thùng, lò 3 quay, trợ kháng là 6 ohm. Hình thức rất là đẹp. Những cái viền nó còn rất là mướt đúng không? Vô cùng mướt, không bị oxy quá, còn quá ok, quá ngon. Lo vừa nặng nè, đầm tay nè, mà bát lên tới 27 nè, công suất cũng tới 300W trên một cặp, thì mình có thể dễ dàng sử dụng cho những cái phòng to to tầm 50m² chẳng hạn. Mình dùng nghe nhạc, phối ghép với dân dụng, phối ghép với dàn đại, hoặc là làm lo karaoke luôn. Thì tùy nhu cầu mà mình có thể sử dụng như thế nào để phù hợp với diện tích hoặc là cái ampli mình đang có. Thì em dùng một cái ampli Yamaha mà em ghép hết tất cả những cặp loa hiện đang chuẩn bị bán. Thì các anh thấy những cặp loa em đưa lên như vậy rất là dễ phối ghép, rất là dễ sử dụng, không hề kén ampli. Một cái ampli mà làm nên tất cả, một cái ampli mà tới hết đống loa này, thì đương nhiên các anh thấy những cái loa này dễ dàng ghép rồi, dễ dàng ghép, dễ dàng sử dụng. Mình vừa nghe một đoạn clip test qua tiếng hát Thanh Tuyền, thì bây giờ em sẽ test nhạc bóc bóc một chút này đi. Không biết ra nhạc gì đây. Wow, đúng là bóc bóc một chút rồi. Cũng hơi quẩy quẩy lên được nha. Rồi bây giờ em sẽ test qua nhạc đen. Tiếng bass rất là chắc. Là 66cm và bass là 27cm.
trong quán một cặp. Loa pa được tiếng Panasonic D3.